Vâng, xin tổng chào toàn thể quý vị, anh em. Thì như trong tiêu đề, thì trong video này mình sẽ ra combo thứ hai, đó là combo kích rễ nha anh em. Thì hôm trước, trong video trước là mình có chia sẻ anh em ra cái combo đầu tiên, đó là combo 1 là loại phục hồi mai suy đây anh em. Thì mình có nhắc đến là dòng kích rễ để cho chuyên dụng cho cây mai. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu loại cây trệ đấy để anh em nào có cảm thấy là có nhã ý hoặc là cây yếu muốn sử dụng thì liên hệ trực tiếp cho mình. Thì dòng cây rễ này thì mình sẽ một lát mình sẽ giới thiệu chi tiết tỉ mỉ trên từng loại cây mai để anh em biết cách mà sử dụng. Ví dụ anh em nào lấy biết cách mà sử dụng và sao cho nó phù hợp. Là thứ nhất là đầu tiên nhất thì mình cũng xin nói thêm là cái vấn đề đầu tiên là cái lô thuốc phục hồi mai suy của mình ra cách đây khoảng tầm là 4 tháng thì mình cũng có một số anh em hiện giờ vẫn đang dùng. Thì theo như phản hồi thì có đại đa số là anh em đều phục hồi cây lên rất là nhanh, khỏe, mạnh, nhưng trong đó nó sẽ có một số cây không thể phục hồi được bởi vì không phải là thuốc khay thì có thể phục hồi được mà có thể cứu cây được, không phải nha anh em. Bởi vì cũng giống như anh em mình mà bị ví dụ như bác sĩ có giỏi mấy thì giỏi nhưng mà bị ung thư giai đoạn cuối thì cũng vẫn là tà đi về thế giới bên kia. Đó là cái chuyện chắc ăn trong tất cả, kể cả là cây thực vật cũng vậy mà con người cũng vậy, ai vậy. Cho dù thuốc tốt mấy hay là tài giỏi mấy, kinh nghiệm cao mấy, nhưng một cái cây quá yếu thì cũng không thể nào mà phục hồi hoặc cứu được nhanh nha. Đã đủ lại bị sâu ăn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ, tức là mình sẽ giới thiệu sản phẩm đó là dòng kích rễ. Loại này là mình chế ra từ các thành phần ví dụ như là atonic rồi B1 rồi hormone kích rễ, các loại auxin, rồi tóm lại là thuốc lung tung beng. Thì anh em cũng hiểu là mình không phải là một nhà khoa học, cũng không phải là kỹ sư, cũng không phải là giáo sư, mình chỉ là một người nông dân, mình trồng mai. Thì vì vậy cho nên là thời gian tích lũy sau quá trình sử dụng các loại thuốc mình cảm thấy pha chế làm sao cho nó phù hợp nhất để mình dùng trên cây mai của mình. Thì sau khi mà mình cảm thấy đạt hiệu quả thì mình mới chia sẻ lên để có thể là thứ nhất là giúp anh em là cứu những cái pha cây mai mà cứu nguy những cây mai nó thằn sâu hơn. Thứ hai là mình cũng tăng thêm được một tí doanh thu bởi vì công trình mình bỏ ra cũng rất là lâu. Trên thực tế thì cái dòng thuốc này, cái rễ này nó có từ cái đợt video đầu tiên mình chia sẻ đó là thuốc phục hồi mai suy đó, nó có từ ngày đấy nhưng mà mình vẫn chưa nắm vững được tất cả các cách sử dụng cũng giống như là công hiệu của nó cao bao nhiêu. Thì vì vậy cho nên là hôm nay thì mình mới nắm được gọi là được 90%, cho nên mình cũng đăng lên để anh em nào có nhã ý hoặc là cây nào có cái yếu, cây suy hoặc kể cả cây bình thường, cây phôi có bầu hay không bầu đều sử dụng được rất nhanh nha. Thì ngay bây giờ, nãy giờ mình đang quay đứng màn hình đây để cho anh em xem. Đây là một cây mai rừng, lộc 1 của nó đi từ đây lên tới đây nha anh em. Đó, lộc 1, lộc 2 lên tới đây là đứng lại. Rồi bây giờ là hôm vừa rồi thì là cây này nó quá yếu, lá nó bị cháy chỗ đây này anh em. Đây này, cháy việt lá hết này. Đây nha. Thì anh em cứ xem kỹ cái video này, đoạn này sẽ hiểu này. Cái lá nó bị cháy viền lá với cả lá nó không đẹp. Thì sau đó là mình có cắt 2-3 cái đầu rễ. Mình kiểm tra chưa có rễ, mình cắt 2-3 đầu rễ, mình ngâm thuốc cái rễ lại. Đó, sau đó là mình mới đem trồng tiếp, nhưng mình ngâm luôn trong cái chậu này luôn. Cây này là cây của khách nhá. Mình ngâm luôn trong chậu này luôn. Thì cái quá trình ngâm các thứ thì mình có quay lại chụp gửi cho khách hết. Ngâm luôn mình kêu là 5 năm luôn bởi vì mình cũng tự tin vào cái dòng thuốc của mình. Cây này ngày trước là mình sử dụng atonic mình trồng. Hồi tháng 2 mình sử dụng atonic. Cho nên là cây nó tàn tạ, bây giờ nó bắn lọc thế này. Thì nếu như mình nói như thế này thì chắc chắn anh em sẽ không tin đúng không? Thế bây giờ mình hỏi anh em thế này, cây này anh em bảo là có rễ chưa? Mình sẽ quay kỹ cho anh em dừng video lại khoảng tầm 5-10 giây rồi đấy. Comment bên dưới, đây lọc lên rất to, khỏe này nha. Anh em nói có rễ chưa? Nhưng mình chia sẻ thật với anh em là cây này chuẩn bị có rễ chứ chưa hề có rễ. Lọc lên bao nhiêu? 20, 40, 60 rồi nha. Lên tốt mơn mởn luôn nha. Tức nghĩa là vừa rồi nó ăn cái lại còn ruồi mày mười. Nó ăn cái thuốc kích rễ cho nên nó bây giờ nó phát triển được như thế này, gọi là một bàn cứu nguy trông thấy đó nha. Bàn cứu nguy trông thấy thì chắc chắn mình nói là anh em sẽ không tin. Thì bây giờ mình sẽ moi thử cho anh em tham khảo nha. Thì video này nó sẽ hơi dài bởi vì thứ nhất là phải làm sao cho anh em, thứ nhất là anh em phải tin tưởng sản phẩm là một, thứ hai là cái video này trên thực tế là mình hướng dẫn sử dụng cách sử dụng thuốc, cho nên là mình phải làm kỹ hơn. Đây nha anh em, đây chả tí mình xỉ nước. Anh em nào đã từng trồng mai rừng thì chắc chắn đều biết cái cách này hết, là luôn luôn kiểm tra đầu rễ đây, đây này nhá. Đó, chưa hề có một cọng rễ nào nha anh em, tức là từ ngày xưa cây này mình làm lại chưa được một tháng thôi anh em, nhưng mình đoán thì không bao lâu nó sẽ ra rễ, bởi vì lấy lượng lá tốt như vậy. Đó, cái mặt cắt này là mình không cắt lại này, mình không cắt lại, mình để yên này, còn keo này đấy bây giờ là hơi chớm nhú lên đây nha, nghĩa là cây này chưa hề có rễ nha anh em. Đây là một đầu rễ đầu tiên nha, mình sẽ quay kỹ nhiều đầu rễ cho anh em tham khảo. Đây, đầu rễ thứ hai đây, cây này hiện giờ là chuẩn bị ra rễ thôi nha anh em, bởi vì là theo nguyên tắc á, mà cái dàn lá mà nó tốt như thế này á, thì khi cái lá này nó, cái con này nó cắm, khi cái lá này nó hơi già một tí á, thì nó sẽ tự động bật rễ ra. Bởi vì cây phôi này là anh em phải cho là cây phôi trồng lại, mà mình chỉ có ngâm lại thôi, chứ mình không trồng nhanh nha. Đây, những cái đầu rễ đây, anh em biết là cái mai rừng nó khác cái mai nhà. Mai rừng nó chỉ có vài cái cọng rễ to như cái củ chân này, một cái đùi ấy. Đó, đây là mức độ kéo nhựa của nó rất nhanh nha, bởi vì cái dòng kích rễ này, đây này, kéo nhựa này anh em, kéo rất ác nha. Đoạn này nữa này, bởi vì cây này mình mới làm lại cho nên là mình biết chắc là nó chưa ra rễ, nhưng mà hồi nãy mình quay sơ thì anh em sẽ đoán là cây này ra rễ rồi, nhưng theo mình thì chưa ra, bởi vì mình hay coi lắm. Đây nha tất cả anh em, bây giờ bắt đầu mới chớm đầu rễ nha, mới bắt đầu gọi là chớm đầu rễ thôi, nghĩa là cây này chưa hề có rễ. Đó, thì nghĩa là cái loại thuốc này nó khá mạnh, mà trong cái loại thuốc này nó có cái thành phần tức là kích thích tăng trưởng luôn. Vì vậy cho nên là khi sử dụng loại này nó có thể là vừa kích lọc vừa kích rễ. Đó, cho nên là loại thuốc này nó tình hình như thế. Thì bây giờ sau đây là mình sẽ chia sẻ anh em cách mà để mình sử dụng loại thuốc này sao cho nó phù hợp dễ nhất nha anh em. Thì của mình pha chế ra là 1 ml, pha cho 1 lít nước, 1 ml nha anh em. Anh em phải hiểu 1 ml pha 1 lít nước. Từ 1 lít nước đổ lên, nghĩa là 1 ml pha 1 lít nước đến 2 lít nước đều được. Đặc biệt dòng thuốc này không phun lên lá được nha anh em. Không phun lên lá được, bởi vì nó sẽ làm cho, bởi vì cái độ kích của nó mạnh quá, nó sẽ khiến cho cái rễ cây mai á, cái lá cây mai là nó cháy nha anh em. Thì như cây này mình tưới tè tè này thôi, chỉ khoảng tầm đợi cái lá này già cái là rễ ra tua tủa ra nha. Vậy mình tốt thế này mà tất cả đầu rễ đều chưa có nhá, cái này không có rễ đâu. Nó sử dụng tóm lại là nó do nó ăn thuốc rồi thì nó phát vậy thôi, nó phát vậy. Thì rất nhiều anh em sẽ thắc mắc là nếu nó phát vậy mà rễ ra không kịp liệu có suy cây không, nhưng mà mình nói thật anh em là nó phát được thì chắc chắn là sẽ ra rễ được, bởi vì nó phát với cái mức độ tùy theo mức độ phát. Còn phát kiểu này thì rễ ra là ăn cái chắc này, kiểu gì cũng phải ra rễ, không chạy nào. Nếu như anh em nào từng trồng mai rừng hoặc là đang trồng thì sẽ biết được cái cảnh là trồng cái mai rừng nó khó khổ thế nào. Còn riêng về dòng thuốc này thì nếu như anh em trồng phôi rừng thì sau khi mà cắt phôi, ngâm phôi xong, anh em ngâm cho mình khoảng tầm 24 giờ. Và dòng thuốc này của mình không cần bôi keo liền da ở dưới mặt rễ nha nha, mặt cắt rễ không cần bôi keo liền da, chỉ bôi keo liền da ở trên là vết cắt này thôi. Còn ở dưới rễ là anh em mình không cần phải bôi, bởi cái dòng này nó có kết hợp cái dòng thuốc chống thối rễ, bởi vì là mình sử dụng nhiều cho nên là mình sử dụng cũng 6-7 tháng rồi, cho nên là mình rất am hiểu về cái dòng này, mình mới chia sẻ lên anh em. Thì mình anh em cứ ngâm khoảng tầm 24 tiếng, sau đó anh em đem, đấy là phôi rừng nhá, anh em đem ủ khoảng tầm 15-20 ngày, hơi bắt đầu chớm kéo sẹo. Mình xin nhắc lại là hơi chớm kéo sẹo ở mặt cắt, đầu trên hay là rễ thì anh em đều phải đi trồng, đừng đợi ra rễ nha. Nếu anh em đợi ra rễ mới đi trồng thì chắc chắn anh em là khi mà giữa trong cái bóng này mới ngoài bóng này, anh em mang đi trồng là nó sẽ phải hở bộ rễ ra thì cái dàn rễ tơ mà khi nhũ đó nó sẽ bị teo lại, khiến cho anh em là khó ra rễ hơn. Vì vậy cho nên tốt nhất là anh em chỉ cần hơi đủ kéo sẹo là anh em phải mang đi trồng liền. Đây là dòng cái rễ mà mình đang anh em này. Thì đây là đối với mai rừng nhé. Còn đối với những cái mai rừng mà anh em trồng lỡ cỡ như thế này thì anh em có thể tưới cho mình là 5 ngày hoặc 7 ngày một lần, và tỷ lệ pha là cũng 1ml trong 1 lít cho đến 1 lít rưỡi. Công thức pha mình có ghi sẵn ở trong cái tờ giấy, anh em chỉ việc đọc và theo và sử dụng theo thôi. Thì đây là đối với mai rừng thì anh em cứ 5-7 ngày tưới như vậy, và tốt nhất là ngâm được thuốc thì chắc ăn hơn rất là nhiều. Kể cả những cây mà anh em đang trồng sống dở chết dở đó, lương ương thì anh em vẫn có thể dừng lại bỏ lá đi, còn cành rin này vẫn còn để nguyên này nha, mình để nguyên cành luôn. Mình ngâm thuốc xong là chỉ khoảng tầm 1 tháng sau thì nó lên được như thế này, tháng hoặc hơn tháng lên ha. Thì tóm lại lên thế này thì trước sau thì vài hôm nữa nó ra rễ thôi, bởi vì với cái tốc độ phát lộc của nó thần sầu mà. Đó, đấy là đối với mai rừng nha anh em. Còn tiếp theo là đối với các loại phôi. Dòng thuốc này nó sử dụng cho tất cả các loại phôi mai, cây mai, hay là tức là bất kỳ thời điểm nào đều được. Ví dụ như là anh em ăn Tết xong, anh em ăn Tết xong thì anh em cũng có thể tưới được, tưới để cho nó phục hồi bộ rễ, cho bộ rễ nó phát triển nó nhanh. Hoặc giá là giáp Tết, mình xin nói trước là đối với những cây mai chơi bông nha, đối với cái mai chơi hoa nha, là giáp Tết anh em có thể tưới gốc để tăng cường, tức là cây nó phát triển mạnh cả bộ rễ lẫn nụ, để cho nụ nó nở càng hơn. Dòng cái rễ là nó có cái ưu điểm như vậy. Đó, tức là anh em có thể sử dụng cho tất cả các loại cây mai vào mọi thời điểm. Đấy, mọi thời điểm nha. Nhưng mà ví dụ như hôm nay anh em xuống lá thì không nên tưới cái rễ vào thời điểm này, bởi vì có khả năng nó sẽ phát, làm cho cây mai của anh em nó sẽ nở sớm. Còn đối với những cái dòng cây mai mà bị suy, dòng phôi mà bị suy yếu thì anh em có 2 phương án để sử dụng. Một là anh em có thể là đem nhổ cây lên và tiến hành là cắt ngâm gốc. Thì đối với mai nhà nha anh em, thì bộ rễ của mai nhà nó nhiều, nhưng không giống mai rừng. Bộ rễ của mai nhà nó nhiều thì anh em chỉ cần ngâm cho mình khoảng tầm 12 tiếng, tỷ lệ pha đều giống nhau nha, 12 tiếng hoặc 8 tiếng là anh em có thể mang đi trồng được. Đấy là đối với những cây suy. Còn đối với những cái phôi mà bị bẻ bầu thì anh em, nếu mà bẻ hết bầu đất nha anh em, thì anh em lên đem đi ngâm khoảng tầm 4 tiếng đến 6 tiếng là anh em có thể mang đi trồng. Thì đấy là đối với những cái phôi mà bị bẻ bầu. Còn riêng mà những cái phôi chủ yếu nhất, cái dòng cái rễ là người ta sử dụng cho các loại phôi suy, vai suy, phôi yếu và phôi rừng là chủ yếu, chứ ít khi nào sử dụng cho những cái phôi bình thường. Bởi phôi bình thường như thế này thì anh em cần gì mà phải sử dụng thuốc cái rễ làm gì cho nó khổ. Anh em chỉ cần chăm sóc bình thường, trồng hạn chế nước nôi các thứ đủ lên rầm rầm, không cần phải tốn tiền nha anh em. Đó. Riêng cái dòng cây rễ này thì các anh em có thể là tưới lên tất cả các loại cây, ví dụ như là mới phát chồi lon hoặc là mới ghép cây, mới ghép, ví dụ như anh em mới chớm bấm bo ghép thế này thì đều tưới được hết nha anh em. Kể hoặc là bo đang phát thì anh em vẫn tưới như bình thường, không ảnh hưởng gì hết, bởi nó là dòng kích rễ. Nhưng có một điều mình xin khuyên cáo là anh em không được tưới vào lá mai, bởi vì khi tưới vào lá mai thì sẽ có khả năng là sẽ làm cháy lá mai nha anh em, bởi vì thuốc khá mạnh. Và thứ hai nữa là trong cái quá trình pha thì tỷ lệ pha phải là 1ml cho 1 lít nước đến 2 lít nước nha anh em, từ 1 lít đến 2 lít. Không được pha 1ml cho 1 lít nước trên tất cả các loại phôi rừng, phôi nhà hay phôi gì cũng vậy, tỷ lệ pha đều giống nhau. Thì anh em nào có lấy thì mình có cái tờ hướng dẫn chi tiết ở trên cái chai thuốc mình gửi đi. Và mình cũng xin báo giá luôn để anh em tham khảo, đó là cứ 100ml thì là 150.000, không bao phí ship. 100ml là 150.000, thì nó pha từ 100 lít cho đến 200 lít nước. Còn nếu anh em muốn phun lên lá thì 1ml phải pha ra khoảng tầm 6 lít nước nha anh em mới có được là phun lên lá. Bởi vì cái dòng này nó mạnh, cho nên là 1ml phải pha 6 lít nước, mà tốt nhất thì anh em nên tưới gốc thôi, không cần là phải phun lên lá làm gì. Đó. Đối với những cây mai rừng mà đang dở dở ương ương này thì anh em cứ đem 5 ngày tưới một lần, 5 ngày 1 tuần tưới một lần, đợi chừng nào cái lá nó già hết sang như thế này nó chuyển giá hết thế này thì rễ ra nhiều rồi thì lúc đấy không cần tưới nữa, hoặc giá có thể tưới tiếp vẫn được, bởi vì nó có thể sử dụng cho mọi cây mai và mọi thời điểm. Ví dụ như sau Tết, đối với những cây mai mà chơi bông nha anh em, ví dụ chơi bông như hai này đây, đối với những cây mai mà chơi bông như thế này thì thường thường anh em cũng biết là đến ngày Tết thì cái lượng bông nó nở rất là nhiều, cho nên là nó sẽ làm mất kiệt sức của cây mai rất nhiều. Thì sau Tết anh em là nếu mà có điều kiện thì tưới gốc 1 đến 2 lần cho cây phục hồi lại bộ rễ mau hơn và phục hồi thân cành nhánh nhanh hơn, thì nói chung là rất chi là ok. Còn cái đấy là tùy anh em. Bởi đây là mình chia sẻ, là mình hướng dẫn anh em là sử dụng cái sản phẩm của mình. Nói chung là cái nếu anh em nào đã sử dụng cái dòng mà phục hồi mai suy thì sẽ biết được là cái công hiệu thuốc của mình mạnh đến mức độ nào. Và đương nhiên đối với những cây mai cực suy thì anh em có thể sử dụng 2 loại thuốc kết hợp, tức là một là loại combo đầu tiên là loại phục hồi mai suy và thứ hai là loại kích rễ này. Hai cái cộng lại thì mức độ của nó mạnh lên rất là nhiều. Thì anh em muốn xem cái sự kết hợp đấy thì coi lại cái video mà thần dược phục hồi mai suy của mình, thì sẽ biết cách là sử dụng phối giữa 2 loại thuốc sao cho nó phù hợp và nó mạnh nhất để phục hồi cái mai của anh em nhanh nhất. Và video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng, và tổng chào toàn thể quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh cũng như ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu như anh em nào có thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để trực tiếp trên màn hình. Anh em có thể kết bạn với Zalo, thì gọi thứ nhất là đỡ tốn tiền, mới hai là nhiều khi anh em có thể nhắn qua, rồi lúc nào mình rảnh thì mình trả lời lại. Bởi vì nếu nhiều khi gọi trực tiếp cũng có lúc mình làm mai mà vào những thời điểm gần Tết này thì công việc nó cũng hơi bận, phải đi canh me dòm ngó từng ngày từng giờ. Và xin tổng chào toàn thể anh em nhé.